Vú sữa Hoàng Kim Vĩnh Long chào bà con. Bữa nay con đi thăm vườn, hái mớ trái chín về cho khách. Nào lại vườn con có nhu cầu muốn thử trái, hái trái thôi mà bông quá trời bông luôn. Cái này thì nó có được gọi là quanh năm không mọi người? Bông này là nó tự nhiên, con không có kích thích ra hoa hay là đậu trái gì cho nó hết. Trồng cây xoài, cây ổi, cây gì cũng vậy, chăm sóc cực khổ, kích thích ra hoa ra trái nó mới có. Còn cái này riêng vú sữa Hoàng Kim thì trái lại quanh năm, bông thì nhìn là mê luôn. Bên đây thì nó là trái như thế này, trái lớn, trái nhỏ rồi trái chín nữa. Cái này là mới đậu trái. Này con hái để dành cho bà con lại thử. Này là con mời luôn nha. Lại tới vú sữa Hoàng Kim Vĩnh Long rồi thì bà con được ăn trái thoải mái, trả hộp lại cho con ha. Trái cỡ này thì con chưa có hái, tại vì nó chưa có được vàng lắm. Nó chưa có vàng thì độ ngọt của nó không có được cao, nên là mấy trái này nó mới ửng thôi. Nó tầm 3 ngày nữa con mới hái. Còn cái này thì bà con thấy đó, nó vừa có bông mà vừa có trái, mà vừa có trái trính luôn. Ở đây tất cả các cây của con đều trồng bằng cây hạt hết. Cái này là bỏ gốc, một lỗ 3 hạt lên 3 cây luôn, chứ cây giống mắc mà ai mà dám trồng như thế này. Trái là con bọc trắng cây luôn đó. Nó có một ít gẹp sáp nha bà con, nhưng gẹp sáp thì không đáng kể, dễ mà. Bông nó mọc trong thân ra. Này trái không mới đâu. Này chiếc mà không ra rễ. Thật sự cái cây hạt mà chúng ta trồng mà chăm sóc tốt thì từ lúc bỏ hạt cho đến khi nó có trái thì trong khoảng 18 đến 20 tháng thôi. Nên con ở đây ưu tiên là trồng cây hạt, chứ con không có trồng cây chiết và cây ghép. Một khi mà chiết và ghép thì bà con đợi đi, đến khi nào mà giá thị trường nó giảm xuống nhiều, con sẽ ương cái cây hạt này lên. Nó to khoảng cân bằng chiếc đũa vậy đó. Con sẽ ghép qua cái thân mẹ của nó thì như vậy là nó sẽ chắc ăn 100%. Thì tới khi đó bà con trồng cây ghép thì có thể là con đáp ứng cho bà con theo cách đó. Là vú sữa Hoàng Kim ghép với vú sữa Hoàng Kim thì nó mới thật sự là ok. Nhưng mà 18 tháng là nó có trái rồi thì con nghĩ là không cần thiết để trồng cây ghép, có thể gấp hơn, có trái nhanh hơn, nhưng mà nó nhỏ quá mình cũng đâu có cho đậu trái được đâu. Đúng không? Rút ngắn thời gian. Nhưng mà so với cây gì thôi, với cây vú sữa Hoàng Kim, thời gian cho trái nó đã quá sớm rồi. Không cần thiết mà làm cái chuyện đó, nó phức tạp, công phu. Lại cây mẹ thì nó ăn dai hơn, mà sức phát triển của nó lại tốt nữa. Cỡ này là bọc được rồi. Rồi bà con muốn trái sai á, trái nó sai, trái nó nhiều thì bà con bỏ bớt đi. Muốn trái nó to thì bà con bỏ bớt giùm con. Khi mình bọc trái như cỡ này, thấy trái nào không tròn, không đẹp đó, lại bỏ bớt thì cái cây nó đeo vừa phải trái, cái độ sức nuôi trái của nó vừa đủ với cái thân của nó thì trái nó sẽ to. Còn của con lúc gà hiếm trái quá, con cho đậu hết luôn, bọc hết, không bỏ, không bỏ trái nào.
khi bà con cần giống vú sữa Hoàng Kim bây giờ đó, thì bà con liên hệ với số điện thoại là 0945 707 848. Địa chỉ là ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Còn ở phía bên đây cầu Cần Thơ, chưa có qua bên kia cầu. Đi hướng về Trà Ôn 3 cây số sẽ gặp cây xăng tên Chính Phước, là nhà của con. Con bán tại cây xăng luôn, nên bà con rất là dễ tìm. Đây là những trái vú sữa con mới hái nè. Hái cái này cũng để dành cho bà con ăn thử thôi. Nếu bà con cần muốn mua trái con cũng gửi luôn. Lúc gà trái nhiều rồi. Nhu cầu hàng Tết của con là có thể đáp ứng cho bà con nha. Dư nước, nứt luôn. Vỏ mỏng tăng như vỏ chuối luôn. Thấy thịt luôn. Trái vú sữa Việt Nam của mình có thấy được như vậy không? Dễ gì? Trường hợp đó là không có. Còn bà con hỏi gì trái có núm, trái nhỏ Malaysia gì thì bữa hổm con nghĩ là ông xã con đã phân tích kỹ rồi. Ở đây là không có Malaysia ha. Chỉ có loại vú sữa Đài Loan này thôi nha. Trái của con trung bình ở đây nó không đạt tới 800-900g như người ta. Nhưng mà trung bình 3 trái 1kg, 1 trái 400g và nửa ký là con có. Nhưng mà bà con nghĩ trái vú sữa mà nó 800g đến 1kg thì bà con ăn nó như thế nào? Cỡ này thì con nghĩ là vừa ăn rồi đó. Của con ở đây là không có trái nào có đích hết. Để con kiếm thử coi có không. Cho bà con coi. Nhưng nó đều có đích hay không gì nó cũng là vú sữa Hoàng Kim thôi. Trái này hồi nãy mắt con mờ mờ, con hái nó hơi xanh. Hái nhiều quá. Qua mắt rồi. Nè, có trái nó nhỏ hơn nè. Thì con nói rồi, lớn hay nhỏ là do bà con chăm sóc, chứ không phải là cái giống mình trồng cây ghép hay cây hạt mà trái nó lớn hay nhỏ nha bà con. Cái này con hái hơi xanh. Bà con đến vườn của con thì sẽ được ăn thử cái trái, coi nó ngon hay nó dở để mình khả năng mình mua giống nhiều hay giống ít. Trái này tầm 4 lạng. Rồi, vú sữa Hoàng Kim Vĩnh Long. Mời bà con, rủ bà con đến ăn trái nha. Ăn trái mua cây giống tiếp con nha. Mỏng như vỏ chuối luôn. Cỡ này là chín vàng, cỡ này là đạt chuẩn rồi nè. Mà này nó bị dư nước, mỏng quá, mỏng vỏ quá, nứt luôn. Rồi, con chào bà con.